Nay lễ mùng 2 tháng 9 anh chị ha. Đó. Dân tình đổ xô nhau đi ăn sáng uống phê đi chơi lễ ha, rất là đông. Đó. Rồi em Điền cũng xin chúc cho cô chú chị quý khách hàng mình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nha. À, thì cũng như thường ngày thôi, em Điền cũng quay và review Đức giới gửi tới cho cô chú chị mình ha. Đó. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở ngay đây là ở đường Bình Giả ha. À, thị trấn Phước Bủ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Vị trí em Điền đang đứng thì ngay trung tâm hành chính luôn. Đó. Phía trước này, phía trước mình di chuyển ra khoảng 100m thôi là trung tâm hành chính đó rồi ha. Ủy ban huyện rồi ủy ban thị trấn rồi nói chung là những cái hành chính của huyện có đầy đủ ở đây ha. Mình đi hướng này ha. À, đó ra khoảng 100m là đụng ngay quốc lộ 55 luôn nè. Đó. Quốc lộ 55 thì mình cô chú chị mình biết rồi ha, đi liên tỉnh liên huyện luôn ha. Đó, rẽ phải mình sẽ đi Sài Gòn ha, đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ trái mình đi biển Bình Châu cũng như là suối nước nóng Bình Châu ha. À, và gần đây nhất thì biển Hồ Tràm cách khoảng 8 km. Này, cô chú chị có thể thấy này, cung đường này nè, xe ô tô đậu kín luôn. Giờ này 10 giờ rồi mà vẫn còn rất là đông ha. À, chỗ này là tập kết ăn uống cà phê rất là nhiều nè. Đó. Và hướng em Điền quay trước mặt đây mình đi thẳng luôn là ra giao với lại quốc lộ. À, xin lỗi chị, giao với lại tỉnh lộ 329, đó là ngay chợ đêm luôn anh chị ha. Tỉnh lộ 329 đó mình đi Xuyên Mộc đó anh chị. Đó. Cái chỗ này là chỗ ngay bờ hồ ha, ngay hồ Phước Bửu, ngay hồ Bà Tô anh chị. À, cũng như là công viên hồ Bà Tô đó. Và đây là cái tiệm rửa xe của em Điền này. Đây. Nói chung là em cái tiệm này tiệm của em nha. Dạ, dạ dạ, kêu chạy 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 vô rửa giùm em luôn ha. Dạ dạ. Có nhân viên trong á. Đó, thì nói chung là mấy quán phê này cũng vừa ăn sáng quán phê vừa rửa xe ở bên tiệm em rất là đông nè. Đó. Và có những anh bảo vệ bên này hướng dẫn qua đậu xe và rửa xe luôn. Rồi. À, thì sẵn đây ha, em Điền giới thiệu một món sản cách cái đường Bình Giả này khoảng là 500m. À, và có diện tích là 4.700m² ha, góc hai mặt tiền đường và có sẵn là 240 thổ cư. Giá rao bán chỉ có 5 tỷ thôi. Đó, vì sao mà rẻ như vậy ha? Món sản này giáp theo bờ hồ Bờ Tô luôn anh chị nha. Đó, vì sao mà rẻ như vậy thì em Điền mời cô chú chị theo chân em Điền ha. Tính ra mấy cái quán cà phê mà bám theo mặt tiền đường này nha thì ít nhất phải trên 20 quán lớn đến nhỏ nha chị nha. Còn mà đã bám theo bờ hồ á, bờ hồ Bà Tô đó thì khoảng là trên 10 quán á chị, rất là nhiều luôn đó này. Tại quá trình em Điền đi trên cung đường này thì cô chú chị có thể thấy là kinh doanh về cái mảng ăn uống này kia nó rất là tốt luôn anh chị ha. Đó thì theo như em Điền nói thì cái bất động sản mình cách cái đường này thì khoảng đâu đó là 700 mét thôi. Bất động sản mình giáp bờ hồ luôn. Mà 4 xào 7 có sẵn là 240 thổ cư. Giá bán có 5 tỷ thôi anh chị, rất là rẻ luôn. Chủ đang ngợp anh chị ha. Tới đây mình sẽ gặp ngay cái chợ Tự Phát này. Chợ này thì dường như là buôn bán có đầy đủ mọi mặt hàng luôn ha. Đó. Rất là đông. Rồi tới ngã tư mình sẽ rẽ trái ha. Đó. Đi thẳng vào khoảng 600-700m là tới Đức. Rồi em Điền đã có mặt tại ngay vị trí Đức của mình rồi anh chị ha. Đó, anh chị có thể thấy nè. Đường nhựa vạch kẻ vàng hai làn đường ha. Đó, rất là đẹp luôn anh chị. Đó, hồi nãy thì em Điền đi từ ngoài đây đi vào ha. Đó, đi vào đi thẳng ra đó là giao với lại đường Bình Giả đó anh chị. Đó. Nói chung là vị trí ngay trung tâm thị trấn, trung tâm hành chính luôn ha. Ở dân cư rất là đông và cái khu vực này đa số là dân cán bộ ở rất là nhiều anh chị ha. Nên là về cái vấn đề an ninh rất là tốt. Đó. Rồi đây anh chị ha, bất động sản mình thì nằm ngay vị trí này. Có là ngang là 34m mặt tiền đường này ha. Đó.
và sâu hơn 100 mét đường bên hông. Lô mình lô gốc anh chị nha. Thực sự là rất là đẹp luôn, rất là rẻ luôn anh chị ha. Gia chủ mình ăn ngợp 4 sào 7, 240 thổ cư. Ngang 2, ngang 34 mét. Đó. Sâu thẳng vào trong hơn 100. Và đang bán là 5 tỷ ha, rất là rẻ. Ranh từ đây nha, ranh từ đây qua bên này. Nói chung là đường bên hông là đường hiện hữu nha anh chị nha, đường nhà nước đó. Đó. Qua tới hết rào bên này luôn. 34 mét. Đó. Đường này không phải là đường cục đâu nha anh chị nha. Đó. Qua tới cái đám rào này ha. Đây. Đây là 34 mét. Đó. Hiện tại trong đất thì trồng đang cho người ta trồng nhờ bắp anh chị ha. Đang trồng nhờ bắp thôi, trồng hết đất luôn đó. Và gần bất động sản mình thì có cái tuyến đường đường số 4 ha, đường số 4 nối dài từ ngay trung tâm thương mại phóng thẳng lên đây ha, thì nó ăn vào đất mình khoảng là 900 mấy mét vuông, 900 lẻ mấy ha. Đó, bắn qua bên này này, nó nối với đường này ha, nối với cung đường này đó. Rồi mà bất động sản mình tương lai rất là tiềm năng anh chị ha. Nói chung là cái bất động sản mà nằm giáp bờ hồ này mà giá 5 tỷ thì em đề nghị là với cái số tiền này mà cô chú chị mà có số tiền này thì có rất nhiều phương án để đầu tư anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ em điện đi vào phía trong nha. Đó. Mặt tường đường bên hông nó cũng rộng nữa anh chị ha. Không kể là đường nhựa, đường này thì khoảng đâu đó 5-6 mét rồi. Đó. Đi vào trong dân cư vẫn ở. Ở giáp ngay bờ hồ luôn chị ha. Đó, nằm khu vực phía sau thì là bờ hồ rồi anh chị. Đó. Đó. Nói chung là trồng bắp hết anh chị. Đang cho trồng nhờ rất là đất rất là đẹp. Cái vị trí với lại cái thế đất thì vị trí là tốt rồi không nói rồi, nhưng mà cái thế đất thì tương đối bằng cái đường đó. Hồi nãy thì em điền đã vào phía trong đó, nhưng mà chó nó sủa ồn quá, đâm ra là lấn áp luôn cái tiếng nói của em, đâm ra là em phải chạy ra lại đây để mà em nói tiếp ha. Thì bất động sản mình lý do tại sao mà rẻ như vậy, 4 sao 7 đất thị trấn mà giá có 5 tỷ tại sao lại rẻ như vậy? Thì cái thứ nhất là gia chủ mình đang kẹt tiền ha, đang ngợp. Lúc trước thì bất động sản này có khách ở ngoài Bắc ha, ngoài Hà Nội trả lô này 20 mấy tỷ mà không bán á chị ha. Lúc đó thì thời điểm cũng không phải là sốt đất nữa. Trước cái đợt dịch á, đất được dịch là đã có người trả như vậy rồi. Đó, nhưng mà gia chủ mình không có kẹt tiền. Mà bây giờ nói chung là một phần kẹt tiền, kinh tế khó khăn, một phần nữa thì là đất mình thì đang có một cái dự án treo ha. Đất dính dự án đấy, nói chung là chính đất quy hoạch ha. Khu vui chơi giải trí công cộng ha. Nói chung là dự án treo thôi chứ cũng chưa được áp dụng vào đây ha. Đó. Tương lai thì ngay bờ hồ sẽ mở cái đường vành đai đó, mở đường vành đai rồi nối với đường số 4 mà em Điền nói ha, nó sẽ bắn bên hông này nè, nối làm sao để mà nối với lại đường này này đó, đó đường này sẽ giao với lại đường số 4 nối dài đó ha. Đó thì nói chung là cái giá này thì quá là hời rồi, và cái quy hoạch thì quy hoạch treo thôi. Nói chung là cô chú chị nào mà mua, xác định mua thì mình nghiên cứu kỹ về cái này ha. Đó, nếu mà nó ok thì em nói thiệt bất động sản này 5 tỷ là quá rẻ luôn ha. Gia chủ mình đang kẹt đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em nha. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó. Tương lai có cao tốc nữa thì đi xuống chắc khoảng tiếng rưỡi đồng hồ à. Đó. Đi xuống rất là nhanh đó. Khu dân cư, trung tâm hành chính cũng như trung tâm huyện. Đó. Giá rất rẻ. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Rồi cô chú chị nhớ để lại nút like và share, subscribe kênh của em Điền, ủng hộ em Điền nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị.